Chào mừng quý khán giả đã đến với kênh Tin Tức Showbiz. Chúc quý khán giả sẽ có những phút giây thư giãn thật tuyệt vời cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được nhận những tin tức mới nhất mỗi ngày nhé. Và bây giờ xin mời quý khán giả sẽ đến với những tin tức showbiz nổi bật nhất trong ngày. Lộ ảnh hồi bé cực dễ thương của Trấn Thành, cư dân mạng đố nhau tìm ra điểm khác nhau. Những bức ảnh hồi bé của sao Việt luôn nhận được nhiều sự quan tâm từ phía khán giả. Nhiều người luôn tò mò về hình ảnh sao Việt hồi bé, xem họ như thế nào và chơi trò chơi tìm ra điểm khác nhau giữa lúc bé và lúc lớn. Mới đây, bức ảnh hồi bé cực dễ thương của Trấn Thành đã nhận được nhiều sự chú ý từ phía khán giả. Trong bức ảnh hồi bé, nam diễn viên hài diện quần sóc màu cam kết hợp cùng sơ mi trắng, mái tóc mái ngố và nụ cười thương hiệu không hề lẫn đi đâu được. Nếu so sánh với thời điểm hiện tại thì dường như nhiều nét trên khuôn mặt của Trấn Thành đã thay đổi khá nhiều. Nhiều người nhận xét rằng hầu hết hình ảnh hồi bé của Trấn Thành không ăn nhập với phiên bản trưởng thành. Nhiều ý kiến chia sẻ rằng chắc chắn nam MC đã có một màn dậy thì thành công. Trấn Thành cũng từng chia sẻ lo ảnh hồi bé của mình là con trai đầu lòng trong một gia đình có 3 anh em. Từ bé, Trấn Thành đã bộc lộ năng khiếu nghệ thuật trong các buổi văn nghệ của trường, không bao giờ thiếu vắng anh. Sau nhiều năm theo đuổi nghệ thuật, Trấn Thành là một trong những ngôi sao hàng đầu của showbiz Việt. Không chỉ là cái tên được nhiều người săn đón, Trấn Thành còn là một trong những cái tên hot ở nhiều lĩnh vực như MC, diễn viên. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.